Thưa các bạn, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bắt đầu làm việc với sản phẩm và nhận phần thưởng đầu tiên cho việc nắm giữ token Split. Bước 1. Tạo ví Smart Wallet. Trước khi bắt đầu công việc, bạn cần tạo ví trong Smart Wallet. Hãy tải xuống ứng dụng Smart Wallet từ App Store nếu điện thoại thông minh của bạn chạy trên hệ điều hành iOS hoặc Google Play nếu chạy trên hệ điều hành Android. Hãy mở ứng dụng và đồng ý với các điều khoản sử dụng bằng cách đánh dấu tích. Sau đó hãy nhấp vào nút Create Wallet. Vậy là xong, ví của bạn đã được tạo. Tất cả những gì bạn phải làm là lưu cụm từ khóa gợi nhớ của mình để khôi phục quyền truy cập vào ví của bạn. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào thông báo backup Dedet trên màn hình chính. Một màn hình sẽ mở ra, trong đó bạn sẽ thấy 12 từ. Để đọc chúng, hãy nhấn và giữ nút Press and Hold to see phrase bên dưới các cụm từ có nội dung. Hãy cẩn thận ở giai đoạn này, cụm từ này chính là chìa khóa đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên viết nó ra một tờ giấy. Không lưu trữ cụm từ khóa gợi nhớ trên thiết bị điện tử hay chia sẻ với người khác. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng, bạn cần xác nhận cụm từ khóa gợi nhớ của mình bằng cách nhập các từ theo đúng thứ tự. Nếu bạn nhập đúng hết, thì sẽ xuất hiện thông báo chúc mừng. Bước 2. Kích hoạt ví. Để thực hiện giao dịch với token bằng ví, nó phải được kích hoạt. Để kích hoạt, chỉ cần chuyển một Smart vào ví của bạn. Bạn có thể nhận được Smart theo những cách sau. Yêu cầu ai đó gửi chúng cho bạn. Nhận bằng cách sử dụng swapping. Mua trên sàn giao dịch và gửi vào ví. Bước 3. Nạp số dư ví. Sau khi tạo ví, bạn cần nạp token Antima vào đó. Điều này là cần thiết để thanh toán cho sản phẩm sau đó. Bạn sẽ cần một tài khoản sàn giao dịch. Trên kênh YouTube của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết về cách làm việc với sàn giao dịch CoinSpeed, nơi bạn có thể mua token một cách an toàn và có lợi. Các link đến hướng dẫn sẽ có trong phần mô tả bên dưới video này. Tiếp theo, hãy chuyển token Antima đã mua vào Smart Wallet của bạn. Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Smart Wallet và nhấn vào thẻ Antima. Bạn sẽ thấy địa chỉ ví của mình. Bạn có thể sao chép địa chỉ này bằng cách nhấp vào biểu tượng sao chép. Đăng nhập vào sàn giao dịch CoinSpeed. Chọn Wallet, Balance từ menu. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn Withdraw. Hãy nhập tên token Antima vào thanh tìm kiếm. Bây giờ ở bên phải, hãy nhập địa chỉ ví đã sao chép và số lượng Antima bạn muốn gửi. Hãy xác nhận việc gửi. Sau đó, mã xác nhận sẽ được gửi đến email bạn đã chỉ định khi đăng ký trên sàn giao dịch. Bằng cách sử dụng mã, hãy xác nhận việc gửi token và đợi sàn giao dịch xử lý giao dịch. Sau khi giao dịch được xử lý, bạn sẽ nhận được token trong ví của mình. Xin lưu ý, để gửi giao dịch với Antima từ ví của bạn, bạn phải có coin Smart trong số dư của mình. Bước 4. Đăng ký trên trang web DFEU, mua và kích hoạt giấy phép Split. Hãy truy cập trang web DFEU theo link bạn nhận được từ người đã mời bạn. Trong cửa sổ trên cùng bên phải, bạn sẽ thấy nút Sign Up. Hãy nhấn vào nó. Cửa sổ đăng ký Smart Pass sẽ mở ra, quá trình đăng ký diễn ra chính trong hệ thống này. Hãy điền vào tất cả các ô bắt buộc, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên, họ, quốc gia cư trú. Sau khi điền vào các ô, bạn phải đồng ý với các điều khoản sử dụng. Hãy đọc chúng thật kỹ và đánh dấu vào ba ô bên cạnh các mục tương ứng ở phía bên phải màn hình. Hãy chú ý tên của người bảo trợ, tên này sẽ được nêu trên các điều khoản sử dụng. Nếu nó không khớp với tên của người đã mời bạn, hãy yêu cầu họ cung cấp link giới thiệu hiện tại. Khi đăng ký, hãy cho biết địa chỉ email hợp lệ mà bạn có quyền truy cập. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên ghi lại mật khẩu của mình ra giấy và lưu giữ mật khẩu ở nơi an toàn để không bị mất quyền truy cập vào tài khoản của mình. Sau khi điền xong, hãy nhấn vào nút Sign Up. Nếu bạn đã làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo trên màn hình cho biết đăng ký thành công và cần xác nhận email của bạn. Để xác nhận email của bạn, hãy truy cập hòm thư mà bạn đã chỉ định trong quá trình đăng ký và tìm thư từ Smart Team. Nếu bạn chưa thấy thư trong hộp thư đến, hãy kiểm tra thư mục Spam. Trong thư, hãy nhấn nút Confirm Email. Xong, bạn đã đăng ký Smart Pass thành công. Hãy vào DFEU, nhấp vào nút Go to DFEU, nhấp vào nút Sign In và đăng nhập. Một dashboard sẽ mở ra, tùy theo bề bạn muốn tham gia mà chọn phần Split hoặc Unity Split. Trong ví dụ của chúng tôi sẽ mua giấy phép cho bể VIP, vì vậy chúng tôi chọn phần Split. Khi cuộn trang xuống, bạn sẽ thấy danh sách các giấy phép có sẵn để mua trong phần Split License. Hãy lựa chọn giấy phép phù hợp cho bạn và nhấn Purchase, Mua. Một cửa sổ được mở ra, trong đó, bạn cần chọn phương thức thanh toán. Hãy chọn Antima, xác nhận đồng ý với các điều khoản bằng cách tích chọn vào ô và nhấn Purchase, Mua. Trong cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Antima và địa chỉ ví mà bạn cần chuyển số tiền đã chỉ định. Địa chỉ này cũng có thể truy cập thông qua quét mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định.
xin vui lòng gửi chính xác số tiền mà bạn thấy trên màn hình. Chờ thông báo thanh toán. Bây giờ giấy phép cần phải được kích hoạt. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến phần menu My License, tìm giấy phép đã mua và nhấp vào nút Activate. Nếu bạn muốn xem lịch sử kích hoạt của mình, hãy chuyển đến tab Activation History. Nếu bạn muốn thanh toán giấy phép bằng Win, hãy chọn token này trong lúc chọn phương thức thanh toán và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn muốn mua giấy phép Split Unity, hãy chọn phần Unity Split trong dashboard ở góc bên phải dưới link giới thiệu. Hãy cuộn trang xuống dưới. Bạn sẽ thấy danh sách các giấy phép được mua trong mục Unity Split License. Lưu ý, nếu hiện tại đang có chương trình khuyến mãi diễn ra, bạn sẽ thấy các giấy phép được cung cấp trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi ấy trên tab đầu tiên. Việc mua giấy phép khuyến mãi cũng tương tự như quy trình được mô tả ở trên trong hướng dẫn này. Bước 5. Ký kết hợp đồng Split. Bước tiếp theo sau khi mua giấy phép Split là mua hợp đồng Split. Hãy chọn phần bạn cần, Split hoặc Unity Split. Khi cuộn xuống trang dashboard, bạn sẽ thấy danh sách các sản phẩm có sẵn để mua. Để mua hợp đồng Split, hãy chuyển đến tab Split Contract. Hãy lựa chọn hợp đồng phù hợp cho bạn và nhấn nút Purchase, Mua. Một cửa sổ được mở ra, trong đó, bạn cần chọn phương thức thanh toán. Hãy chọn Antima, xác nhận đồng ý với các điều khoản bằng cách tích chọn vào ô và nhấn Purchase, Mua. Trong cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Antima và địa chỉ ví mà bạn cần chuyển số tiền đã chỉ định. Địa chỉ này cũng có thể truy cập thông qua quét mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Xin vui lòng gửi chính xác số tiền mà bạn thấy trên màn hình. Chờ thông báo thanh toán. Xong, bạn đã mua được hợp đồng Split. Sau khi mua hợp đồng, bạn sẽ thấy các giá trị trên mục Split License User trong dashboard của bạn đã thay đổi. Bước 6. Rút token Split. Sau khi mua hợp đồng Split, blockchain sẽ in token Split. Để bắt đầu splitting, bạn cần rút chúng về Smart Wallet của mình. Xin lưu ý rằng, để rút token sẽ yêu cầu xác thực hai yếu tố. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn thiết lập trên kênh YouTube của chúng tôi. Link có ở phần mô tả dưới video. Như vậy, để rút token Split, hãy mở dashboard trên trang web DFIU. Ở trên cùng bên trái, bạn sẽ thấy số dư Split khả dụng với nút Payout. Hãy nhấn vào nút này. Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn sẽ cần dán địa chỉ ví Split của mình. Địa chỉ có thể được sao chép trong Smart Wallet. Hãy dán địa chỉ đã sao chép, chỉ định số lượng Split cần rút và nhấp vào nút Transfer. Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần nhập mã xác thực hai yếu tố. Hãy mở ứng dụng Google Authenticator và nhập mã hiện tại trong ứng dụng vào ô tương ứng. Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy thông báo rằng yêu cầu rút token đã được tạo. Token sẽ sớm đến ví bạn đã chỉ định. Đừng quên kích hoạt ví của bạn để thực hiện giao dịch với token Split. Để kích hoạt, chỉ cần chuyển một Smart vào ví của bạn. Bạn sẽ tìm thấy lịch sử Payout trong phần Payout History. Bước 7. Nhận thưởng Antima. Bây giờ chỉ còn phần thú vị nhất, nhận thưởng trọn đời cho Split. Bạn sẽ có thể yêu cầu phần thưởng đầu tiên của mình sau 24 giờ kể từ khi Split token đến số dư của bạn trong Smart Wallet. Điều đầu tiên bạn cần làm để làm việc với Split là đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của ứng dụng Smart Wallet. Còn nếu không, hãy cập nhật ứng dụng. Để thực hiện việc này, hãy truy cập cửa hàng ứng dụng, nhập Smart Wallet vào thanh tìm kiếm và nhấp vào nút cập nhật. Để splitting thành công, chúng tôi khuyên bạn nên có đủ nguồn dự trữ coin Smart vì chúng cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng Split. Như vậy, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn được cập nhật và bạn có coin Smart trong số dư của mình và hãy mở ví của mình. Hãy nhấp vào Split. Một màn hình sẽ mở ra với thông tin chi tiết về số dư và lịch sử giao dịch của bạn. Để tham gia splitting, hãy nhấp vào nút Splitting, nút này nằm ngay bên dưới số dư của bạn. Nếu bạn không có đủ số lượng Smart Coin, bạn sẽ được yêu cầu nạp số dư của mình. Nếu có đủ số coin trong số dư, một cửa sổ sẽ mở ra với thông tin về trạng thái Splitting hiện tại. Bây giờ hãy chuyển đến phần My Split. Quan trọng, không nhấp vào nút Claim Reward cho đến khi mỗi token Split đã sẵn sàng cho Splitting và chuyển sang màu xanh lục. Sau khi đảm bảo rằng tất cả các token đã sẵn sàng, hãy quay lại phần Splitting bằng cách nhấp vào mũi tên ở phần trên bên trái của màn hình và nhấp vào nút Claim Reward để yêu cầu phần thưởng từ blockchain. Một màn hình xác nhận sẽ xuất hiện. Vui lòng lưu ý cảnh báo về phí bằng Smart. Nó có thể đạt tới 100 Smart. Nếu bạn có ít Smart hơn trong số dư của mình, yêu cầu phần thưởng của bạn có thể không được blockchain thực hiện do thiếu năng lượng theo yêu cầu của hợp đồng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên nạp dự trữ số dư Smart của mình. Như vậy, hãy đảm bảo bạn có đủ Smart Coin trong ví của mình, tích vào ô xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng của sản phẩm và nhấp vào nút Confirm. Xong, bạn đã yêu cầu nhận thưởng thành công. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào nút OK và màn hình token Antima sẽ mở ra. Ở đó bạn có thể thấy phần thưởng của mình.